thì Kim Hân sẽ tiếp tục cái chương trình là mình đi giải cứu khoai lang tím Nhật à. Thì trên đường đi đến cái điểm mà Kim Hân và nhóm đã ấn định rồi á, thì thấy bà con mình tập trung ở một cái vị trí này rất là đông luôn. Ở một cái vựa khoai rất là đông và khoai rất là tốt. Rồi Kim Hân mới ghé qua để hỏi thử bà con mình tình hình là như thế nào. Này. Bà con mình đang làm rất là xông xáo. Một cái lực lượng hùng hậu luôn. Rồi. Cái ruộng của chị, ruộng khoai của chị ở gần đây không chị? Xa hả? Mà ruộng khoai của chị cũng tới lứa chưa? Dạ, tới lứa rồi ha. Trong khi mình chưa thu hoạch thì thôi mình đi lặt khoai tiếp các chủ hộ khác để cho khoai nó đi rồi. Thì khoai chỗ này đi thì sẽ tới khoai của mình. Rồi là khoai của chị nó còn khoảng bao nhiêu công? Dạ. Em thấy là khoai nó bán giá theo cái khu vực á, cái khu vực của chị á, nó được như ở đây không chị? Cái đoàn của em á thì hổm thầy là đi cứu giải cứu khoai á là tụi em đi lại cái khu vực đó rồi mình thấy nhà dân mà nhà nào mà có điều kiện khó khăn hơn đó là tụi em thu mua một ký là 5.000, một ký 5.000. Thì hổm này thì cũng được 14 tấn rồi, bữa nay đi lấy khoảng 4-5 tấn. Không tịnh cái bao này mà, cũng như là cái nhóm tụi em thì đi thu mua như vậy đó rồi mình về mình phát từ thiện. Chứ mình không phải là mình đặt mình mua mình bán lại. Cho nên mấy anh chị cái chỗ mà bán khoai mình đó thì anh cũng nói là cái giá đó là cũng tốt cho dân á. Cũng được á. Là chị thấy sao? Mấy công đó mà ra được mấy tấn. Giá bữa giá công 200 chứ nhà. Nhà tới nửa đêm đó, ra mà phát. Hai chồng khoát về quay lại giật khóc nha. Đem mùng văng ngoài ruộng luôn. Khoai nhà mình móc luôn. Mà nhiều quá thì móc không nổi. Dạ. Ở mình lặt dưới đây là một ngày mình cái công của mình là được nhiêu tiền chị hả? Dạ. Làm từ sáng tới chiều ha. Dạ. Dạ. Đó, bà con mình đang làm cận lực luôn. Thì cái vườn khoai nó còn rất là nhiều. À, ở cánh bên kia nguyên một cái ruộng khoai của mình cũng bà con chưa có được thu hoạch do cái đầu ra của mình chưa có à. Khoai này rất là đẹp. Khoai này mà không có tình hình dịch Covid là lựa ra là xuất khẩu được nhiều lắm luôn. Tại vì nó đều quá cho đều. Dạ. Là chú có khoai nhà mình không chú? Bán rồi. Trời ơi, sướng rồi. Là hạnh phúc rồi. Bán rồi mà giết bằng sợi lỗ nhiều. Dạ. Rồi khoai mình bán trước vậy đó là mình được giá không chú? Dạ. Dạ. Bà con mình ở đây rất là vui luôn, làm như vậy biết tới chừng nào mới mệt. Mệt chứ, tại vì hấp vốn mà thấy mệt. Nghe thấy thương không ạ? Dạ.
Đúng là có tinh thần rồi, cái làm thấy không biết mệt. Dạ đồng lòng quá à, thấy không? Tại vì bà con mình ai cũng khó khăn như nhau luôn. Rồi các cô chú cô bác nhìn đống hoa cao ngút luôn, cao mà che khuất người phía bên kia luôn á. Dạ. Ngồi một ngày vậy chắc cũng mỏi lưng lắm cơ hả? Cái này ngon lắm. Giải quyết cho xong cái này nè, giải quyết nổi nữa. Giải thoát cái này nè. Giải thoát cái này nè. Giải thoát. Giải thoát. Giải thoát cái đống khoai. Bà con mình ở đây rất là vui á quý cô bác. Khoai như vậy đẹp như vậy đó mà không có mua thì ta uống luôn. Dạ. Tại vì tình hình dịch bệnh ha cô, nếu không thì không đến nổi đâu. Mà cô biết không, bây giờ là con đi dài đây là không chỉ giải cứu khoai đâu, giải cứu đủ thứ hết. Vải rồi khóm gì, nhưng mà mình thấy khoai của mình là tội. Quá trời luôn. Dạ. Em cũng đang đi vòng vòng để em coi coi nó sẽ giải cứu tiếp ở đâu nè. Bữa nay em có địa chỉ cụ thể đằng kia rồi. Rồi em đi ngang đây em thấy cái đống khoai của cô bác mình đây đông, ghé em coi tình hình đang tính nữa. Tại vì dạ. Dạ. Nhưng mà xong đống này thì chắc cũng sẽ thu hoạch nữa mà, phải không anh? Tại vì còn nhiều nè. Cái mục rương. Quay cầm điện thoại chắc đó, đó giật nữa đó. Mà thật ra là ở đây mình thương lái tới mua thì mà ít vậy đó, chứ dân mình ở dưới quê không có khoai ăn. Không có khoai ăn. Tại khoai nó không có tới, khoai nó không tới được cái người tiêu thụ của mình. Ở đây là xe tải đến đây họ chở khoai đi. Đó, làm việc cận lực luôn à. Mình thấy là vẫn động trong mắt của bà con mình một cái nỗi buồn. Khoai thì nó rất là trúng. Khoai trúng, khoai đẹp lắm. Chỉ có điều nó rớt giá và thương lái ít mua do tình hình dịch bệnh. Chứ nếu bình thường thì bà con năm nay chắc sẽ vô mùa, trúng mùa nhưng mà không có trúng giá. Là điều kiện khó khăn. Trong quá trình xuất khẩu, khoai không có xuất khẩu đi được, nên ra bà con không có cái đầu ra. Vậy là bà con mình ở tất cả các nơi. Nếu như mà mình có dịp nào đó mình đi ngang các khu vực Bình Tân, Vĩnh Long thì mỗi người góp một ít. Giải cứu khoai ở các cái cơ sở đặt ở trên đường đi cũng rất đông đó à. Hoặc là mình có thể liên hệ mua về và phân phát cho bà con. Ví dụ như nhóm của Hân thì mua cho bà con rồi về mình đi phát ở các cái chùa, hoặc là phát cho những cái gia đình gặp cái hoàn cảnh khó khăn. Chị người dân đây là chỉ cần bán được khoai thôi để có thể dọn đất và chuẩn bị cho những cái mùa thu hoạch khác tới. Nhỏ lớn nhỉ? Trai gái trẻ già, thanh niên trẻ nữa. Chào Ba Hên, chào Linh. Chào Trọng Nghĩa TV ạ. À. Chào
Đây là thành thở hết. Khoai rất là tốt luôn. Môi hoài mà nó cũng lâu giật quá cơ hả? Một lớp quá trời dày mà. Dạ. Về chiều cái móng tay mình chắc đau à. Dạ. Ừ, củ này to lắm. Có nhiều củ to lắm. Củ to thì mình về mình hấp khoai, hấp cơm ăn. Dạ, về Hậu Giang, vị Thanh Hậu Giang. Hôm nay thì cũng được mười mấy tấn. Bữa nay thì em đi nó có địa chỉ đằng kia. Dạ, nhưng mà mình vẫn mình thấy còn khả năng thì mình cứ đi thu mua hoài hoài vậy đó chị. Cảm ơn anh nè. Làm mệt mà cũng phải nói chuyện chơi vui. Dạ. Dạ. Cái này là như người ta đặt rồi mình mới bắt đầu mình cào vô rồi mình lạc đây hả chị ha? Tức là nó có chủ hết rồi. Dạ. Dân khổ hết. Ủa cái thùng nước rồi mình đâu ta? Làm. Ồ, à, đằng kia. Dạ. Làm mệt rồi phải có uống rồi chứ. Rồi tới ăn sao? Ăn trưa làm sao chị? Hay là mình làm tới chiều luôn rồi mang hộp cơm vậy hả? Rồi mình túa ra mình về nhà ăn. Rồi đầu giờ chiều lại làm nữa. Không, mặn gì hoài ăn rồi đi vô lạc hoài thì nào rồi gì. Dạ. Ăn ở đây luôn. Tập trung cao độ luôn. Dạ. Để Hân cho cả nhà coi cái vườn khoai còn luôn á. Đó. Ngoài kia còn nhặt hết chưa? Quay anh ha. Thôi đừng quay. Thì đừng quay ha. Thư phim hết hả? Làm mệt nhưng mà vui anh ha. Không vui nổi. À, anh thấy sao? Cái giá năm nay làm cho mình khổ quá hả? Anh có không? Mà anh có còn ruộng khoai không? Còn. Dạ. Mà của anh mình bán chưa anh? Bán rồi, mình bán lỗ mần công lỗ 160 triệu. Sao nói xong rồi còn cười là sao? Nhưng mà thấy tình hình nông dân mình trước mắt là thấy khổ thiệt. Khổ gì mà khổ, mà đỡ vài bữa lấy lại gì đó mà nằm nhồi gì. Nhồi gì ha? Vài bữa lấy lại cái gì. Cái ngoài kia mình bao lâu nữa mình đi vậy đó? Đi luôn hả? Ra ngoài đây là chết luôn hả? Kiếm tới đâu rồi? Đi hàng đến đâu? Đông lắm. Quay luôn anh. Anh có lấy nhiều 80 cây hay 100 cây? 100 cây. 100 cây. 100 cây. Cho quý vị thấy chiếc xe tải. Nói chung là bây giờ cái có thương lái mua là người dân rất là vui mừng rồi.
dây 35 rồi 11 tấn mấy được rồi. Mỗi một ngày là làm việc cận lực luôn. Còn xa chẳng được không? Chính chỗ. Hai bên á, thật ra là hai bên, bên trái bên phải gì cũng là cái ruộng khoai hết quý cô bác ơi. Chút đi xe lắm. Và hiện tại là không chỉ là cơ quan nhà nước, hay là các cái doanh nghiệp người ta giải cứu khoai lang. Và hy vọng là cái tin tức mà khoai lang cần được giải cứu nó sẽ được lan truyền đến tất cả mọi người. Như theo Hân biết là ở chỗ của Hân á, hôm trước đi giải cứu khoai về mà phát cho mấy cô bác bán vé số thì người ta cũng không biết, cái người ta không có theo dõi trên đài, người ta cũng không biết cái tình trạng là khoai tím Nhật của mình nó ngon như vậy mà nó không có đầu ra đâu. Người ta ở đó người ta cũng muốn được ăn lắm mà người ta không có khoai để mà ăn, người ta không biết về khoai đó luôn. Nếu mà mỗi một người mình là một cái tuyên truyền viên á, mình sẽ dùng cái trang mạng xã hội Facebook, Zalo để mình nói về cái tình trạng khó khăn của bà con ở Bình Tân, Vĩnh Long trong giai đoạn này, thì Hân nghĩ là nếu mà chúng ta cùng chung tay thì khoai sẽ mau được giải cứu hết. Hy vọng là như vậy ạ. Cuối live thì Kim Hân xin chúc sức khỏe đến cả nhà nha. Còn bây giờ Kim Hân sẽ cùng với đoàn đi đến cái vị trí mà mình đã ấn định rồi. Đến đây để tìm hiểu một số thông tin thêm để mình coi có hướng nào tiếp theo. Xin chào ạ, chúc sức khỏe cả nhà.